Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức từ chối gặp gia đình và không nhận đồ tiếp tế. Vụ Việt Á, cựu Bộ trưởng Y tế nhận hối lộ hơn 2 triệu đô la. Viện Kiểm sát hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm theo Điều 331. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng sau nghi vấn Trung Quốc cho xây đường băng mới ở Hoàng Sa. VinFast tặng quà 30 cổ phiếu VFS vừa phát hành trên thị trường chứng khoán Mỹ cho chủ xe cộng đồng VinFast. Ông Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục bị gây khó dễ trong trại giam và phải phản đối bằng hình thức từ chối thăm gặp và không nhận thức ăn của gia đình gửi vào. Ngày 16 tháng 8, gia đình đến trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An để thăm gặp ông Thức, nhưng cán bộ trại giam thông báo ông này từ chối gặp. Tuy vậy, gia đình được phép gửi đồ vào trong. Trại giam cho gửi thức ăn, nhưng từ chối nhận một số thứ thiết yếu như thuốc trị viêm xoang, trị đau răng, cũng như pin và đồ dùng hỗ trợ sức khỏe. Đây đều là những thứ mà nhiều tháng trước đó ông được trại giam cho nhận để điều trị bệnh. Sau đó ông Thức cũng thông báo từ chối nhận thực phẩm của gia đình gửi vào. Em trai của ông cho rằng điều này phù hợp với cuộc gọi trước đó. Ông thông báo sẽ phản đối sự ngược đãi của trại giam và sự im lặng của Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Trần Huỳnh Duy Tân hôm 18 tháng 8 nói với phóng viên Đài Cho Tự Do như sau. Thì bây giờ là anh Thức, anh cũng đang bị cái sức khỏe, anh cũng đang có cái vấn đề là bị tiểu đường rồi bị huyết áp. Trong cái điều kiện mà nóng bức, thiếu điều kiện như trại giam, họ tịch thu, họ lấy lại những cái thiết bị đo đường huyết, đo huyết áp, rồi coi như cái quạt mà dùng pin, họ thu lại hết và họ nó kiểm tra cho tới bây giờ thì chắc chắn là họ cũng chưa trả lại. Và cái những cái thứ vật dụng gia đình gửi vô tiếp họ cũng trả ra. Và bây giờ anh Thức, anh trong cái điều kiện sức khỏe mà như vậy, không có thực phẩm, đồ ăn, trong cái điều kiện này thì cái tình hình sắp tới chắc cũng có thể rất là nghiêm trọng đó ạ. Phóng viên gọi điện thoại cho trại giam số 6 để hỏi về các cáo buộc nêu trên, nhưng không có người nhấc máy. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 57 tuổi, là một doanh nhân và kỹ sư về công nghệ thông tin, đang thụ án 16 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và chỉ còn hơn một năm nữa sẽ hết án. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ kit test Việt Á và đề nghị truy tố 38 người có liên quan, bao gồm 2 cựu bộ trưởng. Truyền thông nhà nước loan tin này hôm 18 tháng 8. Các bị can bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và cũng là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết luận điều tra của Công an xác định ông Nguyễn Thanh Long đã nhận hối lộ 2,25 triệu đô la trong vụ Việt Á. Cũng theo kết luận điều tra của Công an, ông Chu Ngọc Anh đã gây thất thoát lãng phí gần 19 tỷ đồng tài sản của nhà nước trong vụ án này. Ngoài ra, ông Chu Ngọc Anh còn khai đã nhận hơn 200.000 đô la tiền cảm ơn từ bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, theo báo nhà nước. Trong vụ án này, công an xác định ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học, công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí cho tài sản nhà nước. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định ông Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 432 tỷ từ hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vào ngày 18 tháng 8 đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. 4 đồng phạm của bà Hằng bao gồm Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam,
Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 8 năm 2023 đã có phản ứng chính thức trước tin về nghi vấn Bắc Kinh đang cho xây dựng một đường băng ở đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền. Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông. Cũng trong ngày 17 tháng 8, Trung Quốc đã điều một tàu hải cảnh vào bãi tư chính của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa đưa ra phản ứng nào trước thông tin này. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thông báo sẽ tặng quà tương đương 30 cổ phiếu của hãng xe điện VinFast là VFS vừa được phát hành trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm 15 tháng 8 vừa qua. Truyền thông nhà nước hôm 17 tháng 8 dẫn lời đại diện VinFast cho biết tất cả thành viên cộng đồng VinFast Việt Nam trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 và đang còn sở hữu xe VinFast đều sẽ nhận được phần quà trên. Hãng xe điện non trẻ VinFast của Việt Nam có tham vọng chinh phục thị trường Mỹ khi lần đầu tiên xuất khẩu 999 xe điện sang Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, cổ phiếu VFS của VinFast đã lên sàn Nasdaq của Mỹ với giá khởi điểm ngày đầu tiên là $22 một cổ phiếu. Tuy nhiên, 2 ngày liên tiếp sau đó, VFS đã liên tục tụt giá xuống còn $20 một cổ phiếu vào lúc đóng cửa thị trường ngày 17 tháng 8 vừa qua, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thành công của cổ phiếu này trên thị trường chứng khoán Mỹ. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.